lời đầu tiên thì cho cháu xin được gửi chào đến tất cả các bác, các cô, các chú đã có mặt trong hội trường ngày hôm nay ạ. Kính thưa các cô, các bác, cháu xin được giới thiệu, cháu là Trà My, sinh năm 99 tại thành phố Ba Cần Thơ. Cháu là con của bố Phúc, mẹ Hoa và là thế hệ thứ hai được sinh ra trên mảnh đất Nga này ạ. Ngày hôm nay thì cháu rất là vinh dự vì đã được có mặt trong buổi lễ kỷ niệm 30 năm nhân dịp đoàn Ba Cần Thơ đã đặt chân lên mảnh đất nước Nga. Cháu cảm thấy rất là vinh dự và tự hào bởi vì đã được sinh ra trên đất nước Nga, cũng như là được nhận sự đùm bọc yêu thương của các cô, các chú trong suốt quãng thời gian tuổi thơ của cháu. Khi mà cháu được nghe bố mẹ kể về những cái kỷ niệm của thời tuổi thơ, của thời tuổi trẻ rất là anh hùng và đầy nhiệt huyết, thì cháu mới cảm thấy là những cái kỷ niệm đấy rất là đáng quý, và thời gian đã trôi qua thì không thể quay trở lại được nữa. Cháu cũng hiểu tại sao mà các cô, các bác, các chú ngồi đây lại càng cảm thấy trân trọng những cái kỷ niệm đấy đến như vậy. Thì cháu xin thay mặt đại diện cho thế hệ thứ hai được sinh ra trên mảnh đất Nga, xin kính chúc các bác, các cô, các chú sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Chúc cho buổi gặp mặt ngày hôm nay thành công rực rỡ. Cháu rất cảm ơn ạ. Alo, xin cảm ơn cháu rất nhiều.